Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại kênh YouTube Ichimoku Club cùng với series video chia sẻ về những mã cổ phiếu tiềm năng có khả năng mang lại lợi nhuận tốt cho anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Nếu anh chị em Thành một lần nữa, lời đầu tiên em Thành xin chúc quý anh chị đầu tư có một kỳ nghỉ cuối tuần là nhiều niềm vui bên gia đình và người thân, cũng như là chúc quý anh chị nhà đầu tư có những quyết định thành công. Đối với cái series video chia sẻ cổ phiếu này của em Thành, và nếu anh chị mình thấy cái series video này hữu ích thì anh chị để lại cho em Thành cái một cái lượt like, một cái lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh, cũng như là anh chị nào mình thấy yêu quý em Thành hơn thì có thể để lại những comment trái tim màu tím ở phần khung chat để tăng tính tương tác cho cái video này anh chị nha, cũng như là giúp cho video này được lan tỏa đến nhiều anh chị khác hơn. Không để anh chị mình chờ lâu, thì hôm nay anh Thành xin phép chia sẻ về một mã cổ phiếu khá là tiềm năng trong nhóm bất động sản anh chị, và cơ hội mua của nó cũng đang ở rất gần đối với anh chị nhà đầu tư, không phải quá xa để anh chị mình phải chờ đợi. Chúng ta đang nói về cổ phiếu Novaland. Thì cái phiên giao dịch vừa rồi anh chị, Novaland đang có một khối lượng giao dịch cực kỳ lớn. Với việc mà Novaland nó nhìn về phân tích kỹ thuật, thì Novaland nó đang có một cây nổ vôn cực kỳ uy tín sau những cái phiên tích lũy mà như em Thành đã chia sẻ, sau những phiên tích lũy mà kiệt vôn thì Novaland có một cái nhịp bật tăng khá là tốt, với việc là Novaland đã chạm tới cái vùng cản đầu tiên của nó, đó là vùng giá 18.97, sau đó sẽ có đã có một nhịp rút chân nhẹ, và khả năng với cái lực giảm này thì Novaland nó sẽ quay về điểm mua đẹp nhất cho anh chị nhà đầu tư, đó là Novaland khi mà nó quay về vùng giá 17.8 19 quanh vùng giá 17.8 18 vùng giá đó chính là vùng giá mà anh chị có thể canh mua đối với cổ phiếu Novaland nha anh chị. Thì khi mà Novaland quay về vùng giá này thì cũng tương đương với việc là Novaland nó test lại loanh quanh cái vùng bên trong của cái vùng Bollinger Band, đó là quanh cái vùng giá 17.8 18, tức là quanh cái vùng đỉnh cũ anh chị. Đấy, quanh quanh cái vùng đỉnh cũ 17.8 18 thì ngay lập tức Novaland thì anh chị mình thấy là do cái khối lượng giao dịch của nó trước đó nó đang một phiên tích lũy, nó có một phiên vượt lên, nhưng mà nó tích lũy trở lại khá là đẹp với thanh khoản càng ngày càng kiệt quệ, và cái việc mà cái cây nổ vôn của nó ngày hôm thứ sáu vừa rồi anh chị, đó là một minh chứng cho anh chị mình thấy là Novaland nó đang bước vào một nhịp tăng mới nha anh chị. Và mục tiêu điểm mua của Novaland là quanh vùng giá 17.8 18, đó là vùng mua mà tiềm năng để anh chị mình có thể chuẩn bị mua Novaland trước khi mà Novaland bước vào một cơn nhịp chạy đầu tiên, là tiến lên vùng giá 22, và mục tiêu xa hơn đó là rất nhiều anh chị mình nói đến đúng không, đó là vùng giá giao găm MRT trung tuần, vùng giá 5x nha anh chị, 5x đó là vùng giá tiềm năng đối với cổ phiếu Novaland. Nhưng mà theo em, trong vòng đâu đó tầm vài tuần tới thì Novaland khả năng nó sẽ có một nhịp tăng trước mắt lên vùng đỉnh cũ, vùng quanh quanh vùng giá 22, với điều kiện khá là tốt đó là việc khung tuần Novaland vẫn đang hợp bích phi tiên. Thì rất nhiều yếu tố ủng hộ cho việc mà Novaland sẽ có một nhịp tăng mới. Thì với việc mà anh chị mình mua quanh vùng giá là 17.8 hoặc là 18, anh chị mình sẽ có một cái biên lợi nhuận đánh lên vùng giá 22, thì anh chị mình nghĩ là biên lợi nhuận của anh chị mình chắc chắn nó sẽ không ít, đúng không anh chị? Nếu anh chị mình đánh từ đây lên 22, em giả dụ như vậy đi, thì anh chị mình sẽ có một biên lợi nhuận đâu đó tầm 22% trong vòng mấy tuần, không quá ít, và trong cái giai đoạn khó khăn như hiện tại, VN-Index vẫn đang rung lắc điều chỉnh, thì Novaland nó đang là một cái cơ hội đầu tư giúp cho anh chị mình có được cái khoản lợi nhuận khá là tốt trong giai đoạn sắp tới anh chị. Lưu ý cho anh Thành nha, vùng giá 17.8 18 đó là vùng mua tiềm năng đối với chị nhà đầu tư khi mà Novaland test lại, và mục tiêu đầu tiên đó là vùng giá 22 trước mắt. Khi mà lên vùng giá đó khả năng là Novaland nó sẽ có những phản ứng nhất định nha anh chị, trước khi mà nó vượt lên vùng 23, vượt lên vùng giá 22, thì lúc đó anh chị mình hãy hiện thực hóa lợi nhuận sau ở vùng giá 22 trước mắt cho em 1 phần 3 hoặc là 1 phần 2. Và trong giai đoạn hiện tại khi mà theo em thì Novaland anh chị lúc mình bán ra chúng ta không nên bán cái phần tỷ trọng lớn, mà chúng ta chỉ bán không bán hết danh mục mà chỉ bán một nửa danh mục,
để lại lúc nào cũng cầm trong tay cho em Novaland ở 1 phần 2 hàng anh chị. À, cái cơ suất tăng của Novaland khá là tốt với việc mà không toàn ở đầu thị không toàn đang hợp bích Việt Tiên, ở đầu thị không tháng bắt đầu sang tháng sau Novaland cũng sẽ có nhịp hợp bích Việt Tiên, thì cái việc mà Novaland nó quay về vùng giá 49.50 là chuyện hoàn toàn có khả năng về chung dài hạn nha anh chị. Ok, đó là chia sẻ của em Thành về cổ phiếu Novaland cũng như là tiềm năng mang lại lợi ích cho anh chị cũng như là các điểm mua và giúp cho anh chị mình có thể bắt kịp cơn sóng này của Novaland nha anh chị nha, đặc biệt là cơn sóng bất động sản. À, nếu anh chị mình thấy những chia sẻ của em Thành thú ích cho anh chị nhà đầu tư thì hãy để lại những trái tim màu tím cũng như những lượt like ở phần comment nha anh chị. Ok, thì một lần nữa em Thành xin chúc quý anh chị nhà đầu tư có một kỳ nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Hy vọng những cái chia sẻ của em Thành sẽ giúp cho anh chị mình đầu tư thành công với cổ phiếu Novaland nha anh chị nha. Hẹn gặp lại các anh chị vào các cổ phiếu tiềm năng hơn trong cái chuỗi series chia sẻ về các cổ phiếu mang lại lợi nhuận tốt nhất cho anh chị nhà đầu tư nha. Thân ái chào tạm biệt anh chị. Bye bye.